Rồi chào toàn thể anh em và các bạn. Thì trở lại với buổi sáng hôm nay thì mình tiếp tục di chuyển sang cái miếng lúa của em 18 cái của mình các bạn. Thì anh em và các bạn thấy đến thời điểm hiện tại thì bộ lá đồng nó vẫn còn xanh và xanh cái màu xanh sáng nha các bạn. Thì cái màu xanh bộ lá đồng này thì mình có thể đánh giá được nó sẽ giữ đến cái lúc mà chúng ta thu hoạch nha các bạn. Thì hiện tại thì lúa của mình nó cũng đang đỏ đuôi nha các bạn. Thì cũng như mỗi năm á các bạn thì đối với cái giống lúa em 18 mà cấy ở cái vụ hè thu lẫn cái vụ thu đông á, thì mình cấy thì tầm khoảng 93 đến 95 ngày là thu hoạch nha các bạn. Thì hiện tại thì cái vụ này là cái vụ đông xuân. Vụ đông xuân thì theo như cái đánh giá của mình thì nó tầm cũng khoảng 93 ngày là thu hoạch được nha các bạn. Thì nói chung cái thời gian thu hoạch nó có thể rơi vào mùng 2 đến mùng 4 nha các bạn, mùng 4 Tết. Thì chắc có lẽ là mình sẽ tiến hành thu hoạch vào ngày mùng 4 Tết. Về cái năng suất thì cái lúa cấy của mình nó sẽ thấp hơn cầu chính chiến từ 100 kg nha các bạn. Tại vì mình tính về cái độ đồng đều của các bạn thì đất cầu chính chiến cũng đồng đều hơn. Và cái năng suất mà kém hơn từ 50 đến 100 kg thì mình cảm thấy điều đó nó cũng phù hợp chứ không có gì nha các bạn. Tại vì đất cầu chính chiến thì ổng đã đầu tư từ rất lâu nha các bạn, đầu tư về công suất, về vật chất, rồi cải tạo đất, san lấp mặt bằng, đâu là san phẳng thôi đó các bạn, cho tất cả các khâu nó đã từ 5-6 năm rồi nha các bạn, cho nên là công sức rất là tốn kém. Thì đổi lại thì đất nó bằng phẳng, độ đồng đều cao, bón phân và phun bảo vệ thuốc thì nó cũng dễ dàng. Đất cầu chính chiến là một trong những miếng đất mà không cần phải khử lẫn nha các bạn, nó không có cỏ luôn á các bạn. Thì trải qua 5-6 năm mà canh tác giống các bạn thì cái miếng đất nó sẽ sạch cỏ. Và đối với cái vấn đề mà đi khử lẫn các bạn thì mình luôn yêu cầu những cái người mà với những cái chị mà đi khử lẫn cho mình đó các bạn, khi mà thấy một cái bông lúa lộn đó các bạn thì mình yêu cầu là các chị là phải lần theo cái gốc và cắt sạch cái gốc luôn, để nhiều khi nó sẽ có bông thấp bông cao nha các bạn, và nó có bông mẹ bông con nữa, thì không khéo thì nếu mình chỉ
cắt một bông không thì nó sẽ còn lại những cái bông con ở phía dưới, thì nó cũng sẽ làm cho lẫn tạp. Thì một cái hạt lúa mà mình còn sót lại thì mình cũng sẽ tạo một cái hiệu ứng là nó nhân rất là nhiều mật số khác cho những người nông dân khác nha các bạn. Thì đó là một trong những yếu tố thì mình yêu cầu là các chị em mà làm cho mình là phải cố gắng là kỹ lưỡng hết có thể, hết khả năng có thể, để giúp cái lúa của mình bán ra thị trường nó tốt, nó đạt cái độ thuần cao và nó không có lẫn tạp cái hạt lúa cỏ. Thì tỷ lệ cho phép thì nó đâu đó là nó khoảng 1% trở lại nha các bạn. Có nghĩa là mình tỷ lệ cho phép là khoảng tỷ lệ 1%. Và cái tỷ lệ 1% đó là trên cái vấn đề mà cái hột mà nó độ thuần đó nha các bạn. Còn ví dụ như đối với cái lúa cỏ á, là người ta chỉ cho phép mình 1 ký hạt giống các bạn, chỉ được phép mà là 1 đến 2 hạt thôi. Và cái yêu cầu mà cái chuẩn làm để mà đạt cái hạt lúa giống thì nó đòi hỏi nó cũng khó khăn, và nó có nhiều cái quy trình kiểm duyệt. Cho nên là các cái công ty giống như giống cây trồng miền Nam và tập đoàn Lộc Trời các bạn, người ta làm theo đúng cái quy trình đó thì người ta bán cái giá cao thì nó cũng phù hợp nha các bạn. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta là cái người nông dân muốn làm để đạt cái chuẩn đó thì nó rất khó khăn nha các bạn. Thì hiện tại đây trên cái miếng ruộng của mình thì mình cũng đang đợi cho cái nền đất nó hơi xe mặt lại các bạn, rồi tiếp tục là nhờ các cái chị bên cái khâu khử lẫn vô làm cái khâu khử lẫn cho mình. Các bạn thấy không, một bụi mà nó chịu lộn một bụi là nó rất là nhiều bông nha các bạn. Cái lúa cấy các bạn, chúng ta dễ quản lý cái lúa cỏ là ví dụ như nó lẫn một bụi các bạn thì nó nhiều cây lắm, cho nên chúng ta rất dễ phát hiện. Và là đó chúng ta cắt luôn nguyên một cái bụi sát gốc luôn đó là nó mất. Còn ví dụ khi mà chúng ta tiến hành chúng ta mà xạ nó dày đó các bạn, thì cái lúa cỏ nó chỉ có một bông, một cây một bông thôi, thì chúng ta cũng rất là khó thấy các bạn. Và đối với cái tình hình thị trường hiện tại năm nay các bạn, thì tất cả bà con nông dân chúng ta thì cũng nên là cân nhắc tìm một cái giải pháp làm sao cho nó hài hòa, nó phù hợp trên cái cánh đồng của chúng ta, để chúng ta có một cái vụ mùa giống như cái vụ hè thu sắp tới, là chúng ta sẽ có một cái vụ mùa nó gọi là nó ổn định hơn so với cái vụ đông xuân này. Và nhìn chung đến thời điểm hiện tại thì cái vụ đông xuân này tất cả bà con nông dân là khả năng kiếm lời rất khó nha các bạn. Đặc biệt là những anh em nào mà quản lý cái gầy phấn trắng không tốt đó các bạn, thì năng suất rất thấp và chi phí rất cao. Và hiện tại thì đến thời điểm này thì mình
mình cũng như anh Lành cò đó các bạn, là ảnh thì ảnh mua lúa thì ảnh đi nhiều khu vực đó, thì ở những cái xã lân cận mình thì cái năng suất lúa nó rất thấp nha các bạn. Và năm nay thì ảnh đánh giá là cái giống Đại Hôm 8 hồi năm rồi nó những cái thửa ruộng mà chúng các bạn nó có thể đem lại năng suất 1 tấn 3 đó. Có nghĩa là 1 ký trên 1 mét vuông thì năm nay anh Lành ảnh nhận định thì cái đất nào mà nó có năng suất khoảng 1 tấn mốt là trúng rồi nha các bạn. Và RBT mà làm được 1 tấn là trúng. Đó là cái hồi hôm chiều hôm qua đó là anh Lành ảnh có qua coi mình phun thuốc bên cái miếng T25 đó các bạn, thì ảnh đánh giá bình quân như vậy. Rồi thôi mình dừng cái video đây nha các bạn. Rồi chào anh em và các bạn.